Hai anh em hôm nay tụi mình vừa trả phòng xong, bây giờ sẽ xuất phát ra Nha Trang nha. Đây, ra Nha Trang chơi ngày rồi đi về. Rồi, đi ha. Tại mình vừa đi ra khỏi trung tâm Đà Lạt tầm 15-20 cây. Bây giờ chỉ cần đi thẳng đường này riết là sẽ đến gần đến Nha Trang luôn em. Nó sẽ đi ngang qua đèo Omega, đèo Khánh Lê á. Hiện tại đang rất là lạnh luôn anh em. Ở ngoài này không khí nó sẽ lạnh hơn trong Đà Lạt nhiều ha. Thì mình thấy ở ngoài này dân cư ít nè, và đường xá núi non đồ nó băng núi nhiều. Lát nữa lên đèo thì mình sẽ tìm một số chỗ địa điểm mà mình hay dừng ở đèo này, mình check-in cho anh em cùng xem, đó là mình dừng ở cột mốc 1500m nè, rồi dừng ở những cái con thác, không biết gọi là thác đúng không, là nó chảy từ trên vách đá xuống anh em, chảy kế bên đường đèo luôn, rất là đẹp, mát nữa. Mỗi lần tới đó mình hay rửa tay rửa mặt, tỉnh táo chạy xe tiếp ha. Nãy giờ mình chạy thấy những người đi ngược chiều mặc áo mưa rất là nhiều, không biết bên kia là sương mù hay là mưa nữa. Hy vọng là sương mù nó sẽ đỡ hơn mưa. Đi rất là ngán trời mưa ha các bạn. Đường vừa mưa xong và khá là trơn. Ở phía trước thì mây rất là đen luôn. Mình nghĩ là chắc phải mặc áo mưa rồi đó. Bây giờ cứ chạy đến đầu chạy chứ ngán quá. Nhìn thấy đường mưa hết muốn chạy luôn. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone to be. We're running in the jungle of love. Ok anh em, còn mới đi được vài chục cây thì mưa rồi. Mình vừa mặc lại mặc áo mưa nè, mình vừa dừng lại mặc áo mưa. Anh em mình mặc áo mưa hết, chạy chứ ở trên kia là sương mù rồi, trên xa kia là sương mù rồi, không biết anh em thấy không. Chuyến đi này thật là nhiều bão táp mà, mong chặng đường được ok. Anh em mình thì lái xe an toàn là trên hết. Mong bớt mưa đi, có sương mù cũng đẹp, sương mù quá anh em. Tay lạnh cống đỏ luôn nè. Lạnh quá. Thôi bây giờ sẽ đi tiếp nha. Sương mù trước mặt kìa anh em ơi. Lát nữa tụi mình đi qua đèo chắc phải là đâm sương mù rồi. Nhìn phía trước là mù mịt luôn. Tụi mình càng ngày thì càng chạy lên trên cao ha. Vừa mưa sương mù vừa lạnh của không khí Đà Lạt nữa. Tay đỏ hết trơn luôn. Bây giờ đồng hồ mình đo có 18 độ à. Để mình chỉnh qua xem bây giờ là mấy giờ. 10:10 rồi. Bây giờ là 10 giờ sáng nha. Sương mù còn dày đặc luôn. Đường nè, đường nè anh em. Quá xấu luôn. Ở ngoài nhìn là chán luôn, không muốn chạy nữa luôn á.
toang rồi anh em ơi. Vừa lạnh mà còn mưa nữa, buốt luôn, lấy tay chậm. Lâu lắm rồi mình mới đi lại con đường ở Nha Trang này, chắc cũng phải là hơn một năm rồi. Nhà đường thì nó cũng đã làm lại được một số đoạn khá đẹp, còn một số nơi vẫn rất là xấu, hố gà mà tròn nó dính dài một đống, không có cái đoạn nào mà được yên ổn luôn á, chạy tưng lên tưng xuống tưng lên tưng xuống, muốn dập trứng cút luôn. Mưa to quá anh em ơi, mình đánh liều luôn á, để cam hành trình quay cho anh em xem luôn. Chứ thường thường mưa thì mình sẽ tháo ra, tại vì nước nó sẽ vào đường mít á. Nhiều người nhìn vào hình ảnh mình chụp đăng lên Facebook hoặc là những thước phim mình quay cho các bạn cùng xem á, các bạn thấy đẹp rồi thấy mình đi nhiều, nhưng mà ở đâu đó thì các bạn hoặc một số người xem sẽ không có hiểu được là mình được như vậy, mình làm được những thứ như vậy là mình đã phải trải qua những cảm giác như thế nào. Ví dụ như bây giờ đây, đang rất là lạnh, mình chỉ cần thở ra một hơi là cái kiến mình nó mù luôn, nhưng mà mình phải ráng để quay cho các bạn xem. Mở kiến lên gió nó sẽ tạt vào, rất là lạnh. Nếu như mà bây giờ không có mưa luôn á, cũng rất là lạnh sẵn rồi. Lần nào mà đi ra đây mình đeo bao tay luôn cũng đã lạnh rồi, bây giờ trời mưa thêm nữa, không dám đeo bao tay luôn, lạnh hơn. Nhưng không sao, vì những thước phim đẹp, vì những video hay, vì những cuộc hành trình chân thật nhất, mình sẽ quay tất cả những cái chi tiết nào và cần thiết mình sẽ chia sẻ đến anh em, để anh em xem qua video có thể cảm thấy là như anh em đang đi tour cùng mình luôn ha. Nên nếu anh em yêu quý thì rất là mong anh em like video để ủng hộ mình một cái, và đăng ký nút, bấm vào nút đăng ký kênh của mình ha. Tại vì những lượt xem của anh em, những lượt like, những lượt đăng ký của anh em là động lực rất lớn để cho mình đi những chuyến tour như vậy, và động lực cho mình để vượt những đoạn đường gian nan ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đi điều kiện xấu như thế này nhiều lần nên tôi lên dẫn đầu, cua quẹo như thế nào tôi đều xi nhan và ra tín hiệu cho anh em đi sau để anh em thấy đường và chạy theo. Rồi như đã lường trước, điều gì đến cũng đã đến. Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa luồn vào camera theo đường micro thu âm, và nó đã không thu tiếng được nữa anh em à. Tất cả các sụt tôi quay sau đó đều không có âm thanh. Nhưng không sao, điều chúng tôi cần lúc này là vượt ra khỏi đèo và tìm ánh nắng. Các bạn xem qua video góc rộng nên thấy không đáng sợ. Nhưng nếu đi bên ngoài thì tầm nhìn của chúng tôi bây giờ không thấy được quá 2 mét phía trước. Các bạn đi trong điều kiện thế này nhớ bật đèn lên để xe phía trước đi ngược chiều có thể nhận thấy chúng ta để mà né nha. Nếu không sẽ rất là nguy hiểm. Và luôn đặt thần chú, an toàn là trên hết lên hàng đầu. Đừng cố gắng chạy nhanh ra khỏi, mãi an toàn ra khỏi nhé.
Và sau gần 2 tiếng đồng hồ ở trong mưa và sương mù, chúng tôi cũng đã ra được khu vực an toàn. Việc của chúng tôi bây giờ là vừa chạy và vừa hong gió cho nó thổi và quần áo cho khô. Tôi cảm thấy rất là thích cái cảm giác như bây giờ. Nó tự do, thoải mái. Cứ chơi đi, cứ đi đi. Không phải lo nghĩ, không phải sợ sau một cơn mưa dầm mà bệnh nữa. Vượt qua được một cái gì đó khó khăn, nó giúp tôi cảm thấy như mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Đó là lý do vì sao tôi luôn cuồng chân và rất thích đi đây đi đó, để được khám phá, để được trải nghiệm không chỉ là văn hóa sống mà còn là thời tiết từng vùng miền. Tôi rất thích một câu của rapper Đen Vâu: vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài, đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài. Tuổi trẻ của tôi và bạn có thể có suy nghĩ khác nhau, nhưng chỉ cần bạn đã xem video của tôi đến đây thì tôi tin rồi bạn cũng sẽ cuồng chân, cũng sẽ muốn giống tôi bây giờ. Nếu như các bạn tìm được đúng song, đúng nhịp, tôi chắc chắn điều đó. 2000 years later. Hai anh em nha, mình vừa đến Nha Trang. Đây là khách sạn mình book, đây là khách sạn Mường Thanh Nha Trang ha. Thì nếu anh em nào quan tâm thì mình sẽ để link địa chỉ bên dưới. Khách sạn mình book rất là rẻ, chỉ là 450 một ngày thôi, hai giường. Tụi mình ở chia ra thì thằng có 150 một ngày mà ở khách sạn rất là đẹp, view ngoài kia là view biển luôn. Lát nữa mình sẽ đi ra ngoài kia mình quay cho anh em cùng xem. Thì mình quay giới thiệu sơ qua nội thất hay bên trong cái khách sạn cho các bạn cùng xem nha. Ở đây là các kệ để đồ này, các bạn có thể để túi, để nón hay những gì các bạn để đây. Phía bên này là cái bếp. Bếp ở đây thì đầy đủ các thứ luôn nha, các bạn có thể mua đồ ăn về đây nấu được luôn. Ở trên này thì có như một cái nhà vậy đó, ở trên này thì có nồi cơm điện nè, hai cái ấm nước nóng. Dưới này này thì có cái bếp, bếp điện cho các bạn nấu ha. Còn phía bên này là tô, chén, dĩa, muỗng đũa đồ. Phía dưới này là nồi nè. Đó, nó y chang như một cái nhà vậy các bạn, không thiếu một cái gì hết. Phía bên này là thớt. Đó, đây đồ chỗ các bạn rửa rau hay gì cũng được. Phía bên này là một cái bàn để ngồi. Còn đi qua phía bên này nữa là lại là những cái kệ thôi, các bạn có thể để đồ bình thường. Ở đây là một cái tủ lạnh, trong này thì không có gì hết. Phía bên này là toilet ha, thì toilet cũng rất là sạch, mình rất là thích luôn. Đây, trong này có cái kiến nè, đứng tắm nhìn ra biển được luôn. Cái này đồ lúc nãy mình đi mưa, áo mưa mình giặt mình phơi lên đây. Phía ngoài này thì có một cái gương, đây gương nè. Mình rất thích cái này tại vì buổi sáng ví dụ các bạn nào tắm hay vệ sinh trong đó thì ở ngoài này mình vẫn đánh răng, súc miệng, rửa mặt được, rất là tiện. Còn đi qua bên này, phòng thì có wifi riêng luôn nha. Trong này còn có máy sấy, bàn ủi rồi nè, những cái này là thường thường sẽ có rồi. Wifi riêng của phòng, tivi. Đây là nơi tụi mình sẽ nằm ngủ nè, hai giường. Đi ra ngoài này, cho các bạn xem bên này trước. Bên này là cái máy giặt nè, có máy giặt cho các bạn luôn nha. Các bạn có thể giặt đồ xong rồi phơi đồ trên này. Đó, nó sẽ rất là nhanh khô. Bên này là view biển nè, quay cho các bạn cùng xem. Gió thổi rất là mát luôn. Đây là ở dưới đường biển nè. Đó, biển ngoài kia, lát nữa tụi mình sẽ ra ngoài kia tắm biển ha. Rồi thì bây giờ tụi mình sẽ ăn nhẹ cái gì đó xong tụi mình đi tắm biển. Tụi mình sẽ không ngủ trưa đâu, để tiết kiệm thời gian chơi hết luôn. Tại vì hôm nay chỉ được một ngày ở Nha Trang thôi. Có gì hay, có gì vui thì mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn cùng xem ha. Các bạn cùng theo dõi tiếp ha. Và đặc biệt là ở bên này, hai cái ngăn này rất là đặc biệt. Ở trong này có những món đồ. 1, 2, 3. Bên này nữa. 1, 2, 3. Nó núp vào đó để cho mình quay review anh em. Hai anh em nha. Hiện tại là hơi xui một xí là ra đây là biển đang cấm tắm này nha, không được tắm biển nha. Nên anh em mình đi bộ dọc bờ biển chơi thôi, chứ không có tắm biển. Gió thì đang thổi hơi mạnh, nói anh em hơi khó nghe, anh em thông cảm nha. Đây bờ biển không một ai tắm luôn. Nãy mình ở trên kia kìa. Đâu ta, mình ở trên Mường Thanh trên này nè. Đó, là nhìn xuống là không thấy ai tắm rồi.
nên đi xuống này cũng không ai tắm thiệt, xuống đây thấy bạn cấp tắm rồi đó, người ta cũng ngồi chơi rồi thôi. Bây giờ mình đi dạo chơi một xí nha, chứ mình không có tắm đâu. Ok, cảm ơn anh em. Một hai hai cái thế này. Được 3 cái mà hết 2. 1